kia chuối con mấy bè mà chuối mẹ mấy tàu, trai nam nhưng mà đối đắng hò. Trai nam nhưng mà đối đắng, em ghé đò cho anh sang sông. Nhỏ lái đò hò ghẹo chàng trai nào trên bờ vậy cả? Mà đâu có chàng trai nào quanh đây đâu. Chắc nó muốn trêu ghẹo lão cho nên gọi lão là anh chứ gì. Được rồi, để lão hò đáp cho nó được biết cái lão trưởng này chẳng phải tay vừa nha. Chuối mẹ thì hai tàu, trai nam nhân đã đối đặng hò. Trai nam nhân mà đối đặng gai ma đào, mau rước anh qua sông. Này ông Tư, khỏi cần có cặp hò đối đáp rồi cho đi làm vợ chồng. Ông mau sổ nhân viên ra tìm không có hai con này không được, xe tao hầm cho nó đi. Thôi thôi thôi, tôi chán cái nghề này lắm rồi, bạc bẽo lắm, bạc bẽo lắm. Nếu như hạnh phúc yêu nhau chẳng hề khen thưởng món gì, nhưng khi tranh đấm xảy ra, ông tao bà Nguyễn bị nhằn, có người vào nơi cưới rủa cái thứ ông tao bà Nguyễn bảo tàng. Thì lắm chức sắc thập hoàng ban hành phải hết sức làm tròn phận mình, lo hạnh phúc dân dưới cõi cây, được anh đem gia đình sinh nở nha cô. Chưa cằn nhằn khi bị loài người có nặng đời chửi đùa chúng tăng. Phần bà thì bà lo, phần tôi là tôi liệu nghe. Nhìn xuống trần coi coi tình cảm của hai người tiến tới đâu rồi. Cô lái đò ơi. Dạ. Tôi hò đáp vậy mà trúng không cô lái đò? Nếu trúng á thì chèo nhanh cho thuyền mau tấp vào bờ để rước anh sang sông đi. Này ông khách ơi, đò mới rời bến à, làm sao qua liền để rước không được? Nếu ông nóng gấp á thì tăng quần lội qua sông đi. Cô lái đò đánh đá này có phải là tiên bữa không? Ông đến đây quá gian, hay là để biết tên cô gái đò rồi trêu ghẹo? Ghẹo cô hả? Ghẹo cô, lão cũng không có mập béo thêm chút nào đâu. Bây giờ á, lão xin hỏi cô, hãy cho lão biết tiền đò bao nhiêu một chuyến. Đi không hành lý và cũng chẳng ngựa ô, chỉ có cái thân và bộ đồ quen. Dính chặt trong người sát với làn da, tính trước đi để khỏi mất lòng về việc tiền nông. Chở người đi tính tiền tính bạc, còn của dính người ông tính với vợ ông. Vợ tôi hả, bà đã chầu Duyên Dương, lão mới dám sành rành tại bến đò này để kiếm nợ duyên. Duyên ai bỏ rơi ông kiếm ông tìm, có dền dền trong hồn ông cần có nghe. Cha chả, con tiên bửu này nó trù cho lão ngủm củ từ mà. Nè đừng có nói vòng vo nữa. Bữa ơi, tiền quá gian đòn mấy đồng nói mau đi, để cho lão xuống thoàn. Ông nghe tôi ngã gió đi nè. Yeah. Đò tôi này một chuyến 5 đồng, có tiền này sẽ đổ xuống thoàn là tôi. Tôi đưa, tôi đưa, tôi đưa. Có 5 đồng thì lão xìa 5 đồng. Miếng là này con bữa chưa chồng thì thôi. Chưa chồng chi vậy? Để lão cưới về làm vợ chứ làm chi. Bà ơi bà, bà phụ với tôi xe tơi cho cặp ấy đi. Không, không được. Mình là cấp trên thượng tầng, đừng làm việc theo kiểu trống đến xuôi kèn thổ ngược. Tôi nói được mà bà nói không. Nè bà nhìn kìa, ông lão kia đầu râu tóc bạc rồi. Lại đi về một cô gái tầm tròn, tuổi còn nít đáng buồn đáng cháu. Số liên ai nào đâu có, khoảng nào các con gái không được yêu. Những lão già trâu trắng lưng còng,
Họ thương được thì cứ để cho họ thương. Bà phụ với tôi lo xe duyên cho họ đi. Xe gì thì cục gì xe. Ông thì già có cái bụ đốt quá. Bự ơi, qua với bậu mà thành duyên đó nha, là do ông Tơ bà Nguyệt đó. Tôi trong đó à nè, đừng có ghét tôi vô đó à. Ông già từ tuổi đó còn ghẹo con nít cũng biết mắc cỡ. Con kim bụ mắc xéo ông Tơ đó nghe. Dạ không, nó mắng ông Trượng thì biểu ông Trượng nghe chứ. Tôi có ghẹo con nít đâu mà biểu cô nghe. Nè ông Trượng ơi. Nào chết thôi chứ còn sống phải ham chứ. Ham chứ sao không ham. Nè bảo ơi chồng à, già mà vợ trẻ là gì, sao không nghe lời cố nhân. Vì cố nhân dạy sao dạy truyền, biết truyền sao. Mà còn nghe gái mười lăm thật là xấu hổ vô cùng. Xong xô lá lội vào bờ, không lấy ai thì không lấy. Chứ đừng đợi từng giờ cuộc đông của ông lắm à. Nghe nè, nghi dục kỳ hà, lời của sách vở. Con tép nó còn có râu tua tua. Dù sao thì râu pha mía của lão có giống râu chuột, nhưng mà vẫn hơn râu tôm tép. Em ơi, em bảo đừng có câu màu, đừng thắc mắc cái hàm râu. Nè, không có câu mau hàm râu, nhưng còn thắc mắc cái hàm răng được không? Trời, giờ ta hàm răng nữa hả? Hàm răng của lão sao nói nghe coi. Nghe nè. Ông già kia ơi, ông già, cái răng ông dùng tôi mà bậu ơi, bậu nghĩ lại đi. Nghĩ cái gì? Thương nhau vì dầm vì dày, cắn rứt khi đó mà nài hàm răng. Dữ ha, dữ ha, nghe nè. Mười lăm tuổi, 70 râu
của ông tua tuổi như sợi kẽm, thấy mà nhức nhối cái gò má của tôi. Ui da, đau quá. Đò của Bửu là đò tình, đừng ngại chở kẻ có râu. Nghe nè, đò tôi chở cũng như cao lửa đỏ da non lòng. Hả? Cái ông trưởng này thì liếc quá. Tôi chỉ thấy da mặt ông đầy hẻm hốc, da cằn, chứ không có thấy lòng ông non được. Còn thân tôi nè, ông biết không, thân tôi đó. Thân sao? Thân vừa lắm mà. Nghe nè, thân tôi này như cái màn cầu. Hay quá bà. Con tiên nữ ví dụ hay quá. Ông tôi, nếu tôi lấy câu này tôi đố ông á, thì ông đối đáp làm sao để gần được mặt cầu vậy á? Dễ quá mà, tôi sẽ hóa ra tiên độc, cấp ghê mắng cầu kia vô ở trong một viên chờ đợi, chẳng ai còn theo rình rập. Tôi liền lột vỏ mắng cầu ra, da mắng cầu trắng. Thấy mà mấy. À, ông nói ông ăn cắp mắng cầu vô vùng kích cởi áo ra là ý ông sao vậy ông? Ai nào dám nói vậy đâu. Tôi đây chỉ nói câu da trắng thấy mà mê. Không có ra, không có à nghe. Tôi chỉ nói cởi vỏ mãng cầu ra thấy da trắng phiếu thôi. Con Bửu này leo cao quá, coi chừng xúc tay té bể cái bàn ngồi cho ông coi. Tôi không có bàn ngồi. Bửu ơi, nếu mà thân bậu như trái mãng cầu á thì thân hoa này đâu khác con dơi bay lên này đáp xuống giận chơi mãng cầu. Không mà nghe, không mà, tôi không có làm mãng cầu để cho ông cúng tôi đâu. Chớ bảo muốn làm gì cho khỏi bị ôm. Tôi muốn thân tôi như thể trung gian ở trong thành nội một ngàn ngàn cung cánh tình mang. Ông trưởng ơi, làm sao đến cạnh chuông, làm sao đến cạnh chuông. Đến cạnh chuông không được hả? Có 1000 quân canh làm sao mà ông vô đó được hả? Lão đâu có ở ngoài thành mà vô không được. Lão ở cạnh bên đó mà. Làm sao mở bên cạnh được? Chỗ chùa chiền linh thiêng. Này Bửu ơi, nếu bậu là chuông vàng của Phật á thì thân qua qua như thế. Thế cây dùi co linh 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 chỉ phán giờ mùi thì đậm. Bây giờ tôi hỏi bà Nguyệt này nghe, bà có bằng lòng bắt chước là con Tiên Bửu làm cái chuông vàng không? Ai vui gì làm chuông vàng trong giọng một phát bể chuông. Tôi không có thèm làm chuông trong giọng đâu. Vậy chứ thèm làm gì? Ông hỏi tôi chứ thèm làm gì hả? Ông nghe đi nè. Thân tôi có thể thần ơi, vậy là bậu muốn ngồi trên đầu tôi rồi. À, tánh trèo đèo không chịu bỏ ha. Ai hiểu? Giây trời
chiếu rách nằm trên giường nhà. Ông giái khôn quá à. Giái gió thổi cho chiếu bay lên giường, nằm cạnh bên tôi phải không? Kỳ lắm mà nghe. Tôi không có chịu vậy đâu. Trời ơi, cái ông già này lẻo biếp lắm, tiên bủ đấu trí cũng lại ổng đâu. Thôi, khôn hồn thì năn nỉ ông đi. Ông trưởng ơi, trăm lại ông, ngàn lại ông, xin ông hãy rộng lòng tha thứ. Tuổi tôi còn nhỏ như con ông, bảo thì cứ theo triều mãi không ngừng. Bửu nói vậy là sai lầm rồi đó nghe bửu. 15, 16 đường xuân hay bầu còn nhỏ, biếu đừng qua cũng nghe. Ông ơi, ông đừng có nói vậy tội cho tôi lắm. Tuổi 15, 16 trăng đang tròn đô. Còn ông thì đã cây miếng lỗ, dọn tánh tu tâm lại đòi duyên đòi nợ, không sợ cô bác chê cười. Ông coi nè, da tôi nôn miễu à, còn da ông đã trổ đồi môi. Trời chi dữ vậy? Làm sao xứng nợ xứng duyên, xứng chồng xứng vợ mà không chớ hả? Này bữa ơi, nghe đây nè. Da thì da, mặt da mày, tay chân già hết nhưng chỗ rài còn non. À, không nói chi những lời làm tôi sương mặt phải đỏ bừng đôi mắt. Biết mắc cỡ là biết thương rồi đó. Tuổi bửu có chồng con là đúng lúc lắm rồi. Thôi ưng qua đi bửu ơi, chê khen quá. Thành gái già là quan đời đó nha. Thành gái già kể tôi đâu có mượn ông lo ông sợ đâu à. Không, tôi phải lo chứ, tôi lo sợ già là uổng. Thôi thôi, chồng con chi nữa cho ngày nhà thân cần. Chớ duyên vừa nhóm gặp ông là tôi đã chán chê đời. Tôi muốn vào chùa lại Phật xin đeo chuỗi hộp cho rồi. Sao bảo đòi đi tu hả? Đâu? Tu đâu cho lão tu cùng, mai sau thành Phật một bàn ngồi chung. Ông có nói cho nước miếng cạn khô cũng không có lấy được tôi đâu. Nếu ông mãi lẩn quẩn ở bên tôi sẽ xuất gia đầu Phật à. Dù không được ngồi tòa sen thì tôi cũng được linh sàng. Nói qua nói lại cũng đòi đi tu. Nếu mà bữa muốn đi tu á, thật sự thì lão chỉ giùm cho tu. Mai sau à, con cháu đầy nhà, bậu phải mang ơn lão à nghe. Được rồi, nhưng mà ông trưởng nói dai đĩa đói, chỉ làm cho tôi khó chịu mà thôi. Ham nói quá nên rụng hết răng cũng phải. Dầu cho nói càng hơi, tôi cũng không có nghe đâu. Vì tôi đã dốc lòng lên cánh thiên thai, bởi qua gian duyên kiếp của mình mong gặp đứa chàng trai là mong cô lấy đò chiều mu. Cụ ơi, tu đâu cho bằng, tu ở đây tu chùa một cột đá xây hai hàng. Chùa xây bằng hòn đá xanh, chắc chắn xài bền.
dẫu cho mưa gió đầm đìa, cột này vẫn trụ kình thiên. Hai bà muốn giành với con bố kia, tu tại kiếm chùa này. Có tu là tôi tu trên núi luôn mà, kiếm chùa này để vợ già âm tu. Bửu ơi, ủa sao mà bửu lặng thinh, có chi đâu mà mắc cỡ thẹn thùng. Nếu ông muốn kết duyên này, tôi ra cho ông ba tu đâu. À, được được rồi, bảo em cứ đố, rồi lão đáp lại cho bầu nghe. Nếu mà đáp trúng hết á thì sao? Thì tôi phải ưng ông. Nhớ lời hứa nghe bậu. Nhớ. Nhớ thì thề cho có người khuất mặt làm chứng đi. Thề với ông Tơ bà Nguyệt đi. Không à, ông Tơ có làm chứng thì làm đi. Đã ăn đầu heo cầm đầu thịt cho ngon. Tôi đưa tay lên thề xin ông. Né đi ông, né đi. Cũng đưa tay lên chỉ ông nói chính lời thề cái đó. Phải, để tôi né, để tôi né. Đừng xa lưng tôi nè. Tôi thề có ông đĩa chứng cho tôi. Hô bà hồ chim đĩa tôi. Chút xíu nữa tôi bị làm chứng rồi. Ông trưởng ơi, ông lắng tai nghe để tôi đố đây nè. Đúng hả? Đúng thì đem má lại đây cho già hung thử đi. Ông trưởng ơi, quan quan bớ hỏi ông trưởng ơi, chờ tôi tính lại một đôi hôm để về thừa với mẫu tường. Tiên bộ của ma con quỷ không bắt chết mày cho ta mất xa. Mấy lần giao kết nó cho trợt lớp đủ, mấy lần nó khoan khoan đòi hung thịnh, không biết chừng nào lão mới được về trái duyên. Bọn già này mới chịu chuộng bầu thôi. Vợ chồng thung thính càng ngày càng tới ông bức bách vui vàng là chẳng có thủy có chung. Cũng chỉ vì thương mà thân già khốn khổ, cũng bởi mê gia nhà dốc cập nên lão cái lưỡi khổ si tình. Sức của ông gầy còn yếu đuối, không lẽ thương ông để đêm đêm nằm cạnh ông để nghe ông ngái cò cò. Không ra được. Sự trầm trọng nghe con thằng lằn chắc lưỡi, tiếc rẻ cho thân mình có chồng mà cũng như không. Thao thức suốt đêm nghe tiếng thở dài, mà tiếng thở dài của chính mình mới là độc hại. Rồi đêm sau cũng như đêm trước, có chồng như vậy tôi thà chết cho tôi khỏe hơn thường. Bảo ơi, bảo đừng khinh qua tiệc sức quải gân, có thức đêm mới biết đêm dài thăm thầm. Bảo đã hứa âm lửa ba sinh với lão thì đừng buồn.
có như vậy mới đúng người phụ nữ. Chào anh Địa. Chào anh Tư, chào chị Nguyệt. Anh Địa mạnh giỏi ha. Dạ. Anh làm việc cách nào mà cái bụng của anh càng ngày càng khỏe hơn chút vậy? Tôi cai quản lãnh địa này có phần màu mỡ nên bụng có phần nó nở chút vậy thôi. Nhưng mà anh hỏi móc méo tôi làm chi? Bây giờ tôi hỏi là anh chị nè, anh chị lai đáo lãnh địa tôi làm chi nè? Hả? Tôi đến đây để làm phận sự là mai mối là chuyện chúng tôi. Sao không trình diện chứ địa này? Đúng luật lệ nhà đời bấy lâu nay. Ông có bổn phận lo an cư lạc nghiệp cho dân chúng ông làm không cần. Tại đây đang xảy ra việc hết sức lăng tăng. Ông già đòi cưới gái 15 làm mà chuyện tội phong bại tục. Ông lại nảy cái bụng bự làm ngơ, mặc cho luân lý bị suy đồi. Ông thấy cái tội của ông mới chưa mà ghé đời ra chỉ cho lớn chuyện à. Lúc đời nào có cấm ngăn, già trẻ yêu nhau từ bao giờ? Bà ra nhớ phận sự mình thôi. Luật lệ đâu có phản đối hồi nào, mình đừng có làm vậy. Tôi không có mình với ông à. Chỉ có hai người lo chung một công việc mà trâu trắng trâu đen vậy, làm sao có kết quả tốt được hả? Ngay bây giờ bà có bổn phận mày hợp với tôi. Tôi với ông không hợp được. Cùng với tôi lo xe riêng cho ông trưởng và tiên bố. Vì nàng bố đã bằng lòng ưng lão trưởng rồi. Ưng hồi nào tôi không nghe tiên bố nói vậy hả? Này ông trưởng ơi, nếu ông tuân cùng tôi đi lên gây ân tình nên nghĩa trần châu, bước mau xuống chiếc tiểu nan thuyền, gài mái chèo đẩy tới lùa lui để xem sinh nồng hãy còn quen. Tiên bửu muốn thử sức với lão đây mà. Thôi thì thương thì phải ráng, chứ sao bây giờ. Vậy thì ta mau bước xuống thuyền con để gài chèo. Gài chèo quê trong trình, để trong chừng voi vịnh tranh quanh co. Nghĩ thân lão hôm nay nếu mai gặp gió xuôi thì chiếc đò tình trôi đến bên đằng dương. Nếu không may bị tiên phương bị xé lôi thần thì lão si tình ráng chịu cực chớ sao hơn. Bầu ơi bầu hãy xem, trai tơ chưa sánh kịp với sức lực của già này. Gạt lão trưởng theo thuyền biệt dạng, bây giờ ta về thân giết mũ thân. Hãy subscribe.
người ơi, làm sao ta chạy trốn cho được. Lão trưởng đã giục ngựa rượt theo khẩn cấp, thì làm sao ta có nẻo đào xanh. Thần mai thinh không giữa lỗ đồ, đức độ hồ trì cho con thoát nguy nan. Điện nghe rõ ràng nè.
Có nàng tiền bữa hỏi đô sao tàu hãy đôi thông lào cho hung đâm cai. Tiểu kết duyên mai với lão trưởng này có mời ông địa làm chứng cho tiên. Đi nghe rõ ràng có nàng tiền bữa hỏi đô sao tàu hãy đôi thông lào thì cho hung đâm cai. Tiểu kết duyên mai với cái lão trưởng này có mời ông địa làm chứng cho tiên. Đi nghe rõ ràng, đi nghe rõ ràng. Đó, có ông địa làm chứng đó. Bữa phải ưng qua làm chồng nha. Đâu có được. Sao kỳ vậy ông địa? Chính ông đã làm chứng tiền bữa đã thề thốt với tôi mà. Địa làm việc công minh chính trực, làm chứng việc có thật. Còn việc yêu cài như vậy của ông tôi không thể chứng được đâu. Sao lại dành vì xe duyên? Trời để giao phó cho tôi. Hãy bà Nguyệt thầy lai cho hai bên biết nhau, thương nhau. Là tôi xe tơ đó, phục chính lại là xong. Còn ông quyền hành gì mà ngăn cản? Ông tơ bà Nguyệt là chỉ có bổn phận xe duyên, còn phải có ông địa chứng nhận đồng ý nữa chứ. Với lão trưởng này tôi chưa đồng ý cho hợp duyên, vì lão là người không tên trong sổ bộ đời lãnh vực của địa này. Thuộc hạ người nổi trội không gấp gác không giấy tờ hộ thân. Nếu như lão ta theo huynh phán loạn chống đối với thượng đế nên địa chứng thì địa sẽ bị trời đài làm sao? Trong sổ đời của đất Giang Tân không có tên lão thượng sao? Chỉ có tiền bổ của căn cư gốc khác ở đây thôi. Có thể ông thường ở lãnh địa khác, nhưng thường cô gái ở Giang Tân này cũng được thôi. Vì dùng đất nào cũng nằm trong mà đất của nhà trời nên ông thường có quyền. Có quyền thương yêu bất cứ là nàng ấy ở nơi đâu. Ít ra thì lão ta có mang giấy tờ ông địa chỗ lão ở thị chứng. Chứng cho cái gì? Ông địa mau nói rõ ràng nghe coi. Chứng ông tên gì, mấy tuổi, có vợ con chưa, làm nghề gì, có bị trời nhốt phạt lần nào chưa, cha mẹ là ai, nội ngoại là ai, ông có ông sẽ là ai, tổ tiên má tiếp gì không á? Vậy đó. Biết lai lịch ông trưởng, chấp nhận cho ông cưới vợ đủ rồi. Còn cha mẹ ông bà, tổ tiên ông bà, ông giải phóng ông chết mất cuộc đời nào rồi tìm hiểu ông chi? Lao nào sầu nấy, cha mẹ ông bà tiên tổ ông là người lường gạt đàn bà thì ông cũng lường gạt đàn bà. Địa tôi có quyền không cho ông cưới gái Giang Tân của địa, nhưng mà ông tơ có phần lẳng thẳng rồi đó. Tiên Vũ đã trốn ông trưởng hồi nãy giờ thì Tiên Vũ đâu có thương ông ấy đâu nè. Lão quả quyết với ông địa rằng Tiên Vũ có thương tới lão. À, hai ông coi đây, tôi rượt theo bắt nó là nó dày duyên với tôi liền à. Bơ bơ đợi qua, đợi qua bơ bơ. Trời ơi, ông trưởng rượt theo gần kịp rồi, chết tôi rồi. Ơi, qua bận nói chuyện với ông địa bự lẫn trốn đi phải không? Ông tơ lẫn ông địa đều chứng cho chúng mình dày duyên cá nước rồi. À, ông trưởng ơi, nói chuyện ở ngoài đường ngoài xá người ta nghe được á, tôi mắc cỡ lắm. Vậy hả? Mắc cỡ vậy thì trưởng thân với bự dày nghe. Thân sao? Bự ơi, giữ hòa duyên nàng hại nên bôi cho ấm nghĩa ba sinh kim cài. Tôi không biết uống rượu. Nàng chỉ cần ngôi dung còn bao nhiêu để lão tôi mềm dân. Rượu nồng tôi đã nhắm môi y dò lão càng để đùa với duyên. Đêm nay vui quá, lão bưng cả giò lên mà đốc đây. Bữa ơi, sắp có chữ rằng dòng kiếp thiên niên ý, hiệp duyên nay gió ở lòng trời. Vậy thì bậu hát cho lão nghe một bài đi, rồi sau đó lão sẽ cho đào hoa thấm nhuần thủy dụ. Sáng đàn tỳ bà trên vách, bậu hải hải nắng phím buông tơ. Dân, tôi đàn, tôi hát, ông phải uống hết giò rượu này tôi mới chịu à. Thì dẫu phải cả năm giò lão cũng chẳng từ nan mà. Bố mẹ ơi. Sao kỳ vậy? Bố như mình không khác, nghe hát ca ru mẹ.
kiệt nữa cơ. Hay, hay lắm, tôi nâng giò cho uống được không? Ừ, không, ta còn đủ sức nâng giò mà. Mai thay, lão trưởng đã say ngủ mê như chết. Ta biết lo kế chi mà thoát thân bây giờ. Có rồi, còn chờ chi nữa? Ta mau kiếm nẻo đào xanh dài trốn lão già kia. Trời đau đổ cho người ngay, rồi con nguyện dài thường lấy Phật có thượng nạn này, con nguyện như lời. Ta đi đây, chào lão trưởng. Được lần này rồi, con bổ đừng có mong chạy trốn lại nữa. Ông trưởng nè, tôi có chạy trốn ông đâu, chỉ muốn về xin với mẹ kết duyên dâm đó mà. Vậy hả? Trời ơi, ông nói phải chi bậu nói thiệt cùng lão những điều bậu vừa nói á, thì lão cho bậu về với mẹ rồi. Lão nào đâu đố kỵ chẳng thứng nhận tình. Vậy làm cho tôi về với mẹ. Nhưng mà lão phải được đồng hành thượng lộ. Ông muốn đi thì đi. Vậy thì phu phụ đồng trở lại gia trang. Nối dặm cũ trong chừng quê quán. Đi bầu. Trời ơi, từ con trẻ đưa đò biên quân, ta đang giữ không thể trở về. Qua lo âu thổn thức lòng này, như dao vàng ai đem cắt ruột. Kể cho mẹ nghe hết sự tình, tại sao con về chậm với mẹ? Thưa mẹ, sau khi con bay việc mẹ xuống bên Giang Tân, đưa khách sáng sống dưới nhịp đưa đò, con gặp một nam nhân, người ấy yeah.
mẹ không thấy vậy à Bửu? Dạ thưa mẹ, đang đứng ngoài cổng nhà chờ ý mẹ mới dám chào đó. Con được phép mời chàng ấy vào nhà. Dạ, con cảm ơn mẹ. Vô. Dạ thưa mẹ, người ấy vô đó mẹ. Dạ, chào cụ. Xin cụ tha lỗi cho con, nhà cửa chật hẹp nên sự tiếp rước. Thưa mẹ, không phải, không phải mà. Không phải ông nội của chàng trai đến đây để xin cưới con cho cháu nội của ổng sao? Dạ, con xin kính chào mẹ Bá Phúc à. Ý trời ơi. Dạ, xin mẹ thương cho con kết duyên cùng Tiên Bửu. Phát tán hồn bay, hồn bay. Con lại mẹ. Đừng có lại tôi nổi da gà hết trơn rồi đây nè. Dạ, xin mẹ bình tĩnh cho con kể tiếp à. Cụ bao nhiêu tuổi mà đòi cưới con gái tôi? Dạ, xin mẹ gọi con là Trượng, cụ là tên ông cố con. Xin mẹ đừng có phạm quý kêu của cụ nữa. Trượng đây phải không? Dạ. Bởi Trượng nên cái mặt có phần hơi sượng. Dạ, hồi nãy con rửa mặt quên lau nên mắt nước thành ra nó hơi sượng sượng vậy á. Coi vậy chứ chút xíu hết à. Dạ. Bà con cô bác hai bên nghĩ đó mà coi. Già đáng ông nội ông cố của con Bửu mà đòi cưới làm vợ. Chắc là trời sắp sập rồi mới có chuyện lạ lùng. Gần đất xa trời mà không chịu yên thân. Còn ve con nít cái mặt ôi thui quá vậy. Ai muốn như vậy đâu thưa từ hầu. Cũng bởi cái số cay cằn con phải cưới gái 15. Ông quá ham con nít số cằn cái mốc gì. Thưa mẹ, sung sướng gì mà cưới con nít 15. Trời ơi, 15 hả? Nhõng nhẽo lắm. Nay đòi này, mai đòi kia. Đòi biết chịu gì nổi. Bực bội, trời ơi, ai mà ham. Con nói đây nghe, nói cho người khuất mặt chứng cho lời của tôi đó hả? Nếu mà được sồng sồng như mẹ, có lẽ... Có lẽ cái gì? Bố! Dạ. Mày có nghe thằng chồng già của mày nó sắp loạn luân. Lửa bừng bừng lên nổi giận. Dạ mờ dầu sôi đốt cháy cả tim gan. Chả chả là lịch sử xứng đôi. Bố ơi sao mày không biết được. Có chồng tuổi đáng như ông, tao còn dám nhìn ai không? Dạ dạ nắm lại mẹ, ngàn lại mẹ. Tha thứ lỗi cho con. Mẹ ơi mẹ hãy rộng lượng dung tình cho con trẻ nhất mẹ. Gành cao là núi thượng dân, đó là lòng qua thương em bầu. Nếu mà lệnh mẹ không thương, hai ta đồng trở lại gia trang. Nè 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 nè, ai gả con cho ông hồi nào dám gọi tôi lệnh mẫu thân. Ai cho phép ông được quyền dẫn con bữa về nhà ông? Dạ, xin mẹ bớt con dẫn quyền cho con trẻ có đục trong. Thôi thôi, đừng mẹ đừng con, cho tao càng thêm dục. Tao liều giữ đi biển đi sông, không cậy không nông. Lũ bay hãy ra khỏi nhà tao, mẹ cho khuất hình đi chàng. Chết mất xác đi cho tao vui già. Còn tên già dâm hồ cũng ra khỏi đây mau. Bửu ơi đôi nhìn bao chịu lời nghi. Tôi một tay xe duyên cho cặp đó.
chưa chắc cặp đó thành vợ chồng nữa. Còn gì nữa mà chưa chắc? Con tuyên bố được cái mẹ theo lão trưởng về quê tự do làm lễ thành hôn. Bà đừng khó khăn nước đã quý nên hồ, bài đặt những điều khó khăn để làm khổ người ta. Nếu như bà không chấp nhận cho họ kết duyên này, họ tuyệt vọng quý đời xuân sanh, bà mang tội sát nhân. Trời đã giao cho tôi làm bà nguyện phải làm mối làm mai, miệng lưỡi phải hài lai, tạo nghiệp cho hai bên được biết nhau. Biết nhau rồi rủ rỉ thương nhau, sau đó tới phận sự của ông là ông cột bằng sợi giấy tơ và xé cho chặt đến ngày đầu tan. Cái bà này sao làm khó hoài. Phần tôi chưa xong ông đòi xe, chắc ông ăn của lớp hối lộ à? Lão trưởng làm việc hối hả như vậy? Nếu tôi có ăn của lớp thì tôi cũng chia cho bà phân nữa, chứ tôi có dám nuốt một mình bao giờ đâu mà bà nói vậy. Cái gì ăn là ăn lớp, coi chừng địa làm sớ tấu lên Ngọc Hoàng là ông bà bị nhốt trong núi Ngũ Hành Sơn như tề thiên đại thánh nè. Duyên của ông trưởng và tiên vũ đã chín mùi như quả đào tiên rồi mà bà không cơm xe. Chừng nào cặp đó động phòng qua chút thì tôi mới kết thúc phận sự thầy đây giao liền qua ông tư. Để ẩm xe sau đó thì ẩm xe. Hồi nãy đây đĩa có nói lão già trưởng không có dây chứng cần cơ, có đúng vậy hay không? Nên không thể nào có vợ được. Ông là thổ địa ở đây, bao nhiêu dân số ông đều thuộc, bao nhiêu gia nhà ông đều biết. Lão trưởng có tại Giang Tân, ông lại buồn, và lão đến đây tự hồi nào ông cũng chẳng biết gì. Bốn Phật địa ông có tròn hay không? Lão trưởng nhà tại Giang Tân này à? Ông không cho cưới gái Giang Tân, ông có ý định gì hay là ông dành để bậy? Đừng nói bậy cho địa tôi. Mở miệng ra tôi biết ông muốn nói bậy rồi. Thôi được rồi, địa về coi lại bộ đinh bộ gia cư để đến đây bàn bạc tiếp vụ hôn nhân này. Chào hai ông bà nha. Đồ cái thằng cá địa vô duyên. Phải, ông không có duyên mà bà thế thằng cá già không có duyên nữa. Khi thương rồi mà bảo biểu cái gì là cũng nghe theo hết á. Ông thấy tôi đang nấu cái gì đây không? Bảo đang nấu chảo dầu sôi to cỡ một người ngồi vô được à? Đúng rồi, phải rồi. Đó là chảo dầu sôi còn một trong nữa đó. Tâm lần này chắc chắn là ông sẽ tới nước hai già. Ông đẻ ra dầu đang sôi như thế này mà bảo biểu qua nhảy vô cho đẹp trai dài tóc. Nếu như lão nghe lời, lời của em bầu đã phân qua, chắc lão đây sẽ chứng minh tuy thương luôn vô không thể nghe lời ngưỡng nhảy vô tấm trong dạng dòng. Nếu ông không cắn da dài tóc thì tôi không có thuận cùng ông nên nghĩa thiết chàng. Thôi cũng được, lão sẽ vừa lòng bầu. Nhưng mà Mữ ơi, thế đã có tình phu phụ phải chung một lòng một dạ thì đạo nghĩa mới tròn. Sống thì đồng tịch đồng sàng, còn thác thì đồng quan đồng quách đó Mữ à. Sắp được cởi lớp xấu thay vào lớp tốt, sao giọng nói của ông có vẻ bi ai quá vậy?
Nếu như mà lỡ ghê quá Bửu ơi. Ấm lắm có gì đâu ghê. Nói vậy chứ lão đến từng tuổi này há nào sợ chết. Vô dòng sôi đời lão kể như đã hết. Xương cốt rũ mềm thịt rã xáo măng, nhưng lão vẫn vui lòng. Chết như vậy được người đời khen là nghĩa khí. Bỏ mà say bóng sắc thuyền quyên, bỏ liền sắc mạng là người dám tròn nghĩ tròn chung. Bộ ơi, dạ ơi. Bộ à, bộ xin lại đây cho lão. Cho lão nắm tay tạm từ rồi sẽ gặp lại sau. Ông cười nước rồi chúng ta sẽ sống chung. Đứng vợ đứng chồng còn giữ bào ngang. Nếu không may lão bị tan thay ra thịt, lão chết rồi bầu đừng cúng kiến mà làm chi. Thôi kìa, chồng chết vợ phải cúng quái ma nhai. Sao ông biểu đừng cúng kiến chi sao quái lạ. Tiền bố hai tinh rắn vẫn có sừng, và có ngày rắn ấy sẽ qua lòng. Bố ơi biết đâu chừng chừng lão đây sống lại. Nhưng đây chi ơi, để tò tò theo bữa mà xin xỏ được hôn. Ông nhảy vô đó đi ông trưởng, rồi sống được cứ sống, muốn hôn bao nhiêu cái thì cứ hôn. Vậy ha. Dạ. Bố ơi. Ơi. Bố à. Dạ à. Lại đây qua trôi với nàng, qua về âm phù hai đàn biệt ly. Bảo ơi, dạ. Bảo gian xa cái chỗ chảo dầu đi, để qua nhảy vô đó rồi nó lỡ dãy dũa dầu văng ra trúng bầu. Thôi, giả từ tiên bộ. À. Ông trưởng ơi, ông làm sao sống được cái dày duyên cùng với tiên bộ. Nhưng mà dù sao đưa đò chiêu vô như trước. Who's
sống. Dạ dữ ha. Hò chứ anh nghe em hỏi tức, anh phải nói phức cho rồi. Trên bờ kia chuối con tám bè, mà chuối mẹ 12 tàu. Chứ trai nam nhi đà đổi đắng. Hò chứ trai nam nhi đà đổi đắng. Cô lái đò hãy cập bờ để đưa khách sang sông. Ủa, ai mà hò đối y như lời của lão trưởng già thở trước vậy cả. Nhưng khác hơn là tiếng hò đối đáp trong trẻo trẻ trung hơn. Cô lái đò ơi, qua rước khách sang sông mau đi cô lái. Ai trên bến mà cả tiếng gọi lái đò. Nè, xin mời xuống tiểu thuyền đi, tôi đưa sang sông làm nghĩa. Đưa đò làm nghĩa chứ không lấy tiền quá giang phải không cô lái? Nghĩa thì đâu có lấy tiền, nhưng chú đi đò phải nghe theo lời nói của cô lái. Hả? Chú phải nghe lời của cô lái. Đúng. Vậy chứ chẳng hay thím muốn nói điều chi vậy thím đò? À, tôi biết rồi. Chắc là thím lỡ lời nói với tôi. Tiền qua đò không tính, bây giờ sợ lỗ nên đổi. Cũng được chỉ xin tiền, chỉ xin tiền thêm một việc nhỏ thôi. Việc nhỏ ấy là việc gì nếu không có hẳn thì clip giúp liền cho. Tôi nói ra thêm chịu thì tốt, còn không chịu thì thôi. Chứ đừng chửi à nghe. Chửi thì chi cho tội lỗi giống tơ bà Nguyệt. Ủa? Chú cứ nói đi. Gì sao kỳ vậy? Sao lại tội lỗi với ông tơ bà Nguyệt hả? Nè, có cặp trai gái nào nói chuyện như tôi với chú vậy nè. Cái ông tơ bà Nguyệt cứ tò tò tới coi có ai năn nỉ xe duyên không. Nè chú hả? Chú có năn nỉ ông hả thì năn nỉ đi. Ê, không có à nha. Thiếm có năn nỉ thì năn nỉ chứ tôi không có dám năn đâu. Ủa, chứ chú nhờ thiếm cái gì chú nói đi. Không nói giấu gì thiếm mà. Định nhờ thím cho ngủ lại qua đêm, nặng sáng mai sớm lên đường. Thím cho không vậy thím. Ủa, không cho thì đừng có nặng lời à nghe. Đâu có, ai mà nỡ nặng lời với người đẹp vậy. Vậy hả? Xin thưa với người đẹp, thuyền của thiếp thuộc loại thuyền nàng trong khu vực hẹp lắm. Sao kỳ vậy? Dứt điệp khăn khó khen, tội nghiệp cho người phải thức suốt đêm. Tôi chỉ ngại lòng người hạng hẹp à. Lòng thiếp nào có hẹp chi đâu. Đêm nay tôi thức trong quan thuyền. Thức dậy chắc có còn mỏi hay không? Nếu mà cô lái thức chung để chuyện trò. Vậy cũng được và tốt thôi. Xin phép cô lái tôi vào mua thuyền nha. Được, xin chàng cứ tự nhiên. Chú hay chàng? Thì hồi nãy chưa quen gọi là chú, còn bây giờ quen thân nhau rồi đổi xưng hô là chàng đâu có chi phiền tối. Thì đây cũng bỏ tiếng thím thay vào đó tiếng nàng, chắc không có phật lòng chứ. Không phật lòng đâu. Vậy xin phép nàng tôi vào đò tạm nghỉ nha. Quý chú cho ơi,
bỗng dưng ta động thửa lòng vàng, trong phút chốc chạnh thai dạ ngọc. Ta phải vào mui thuyền để dò ý lòng chàng. Dạ, dạ thưa tráng sĩ, chẳng may gì mà chàng đến nơi đây. Thiếp xin dân buổi tiệc đơn sơ, chỉ vài ba món ăn đạm bạc, vài bầu cúc tổ cô quê. Của tuy chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng lòng thửa sức thậm đa. Chối từ là tội cho kẻ yêu khách trọng nhân. Cùng nhau uống vài ly cộng lạc, nhờ hơi men mở rộng tâm mình. Dạ dạ, nàng có lòng đầy sức thâm ân tiện nhân, làm sao chối từ cho được. Nhưng hơi ngỡ ngàng vì sách có câu, cay cay không thể chung bàn. Người gì đâu mà khó khăn quá mực, thấp cao lời nói chẳng có nể kiêng gì. Nếu muốn cùng tôi đối ẩm chung bàn, nàng phải trả lời ba câu đố của tôi. Nghề hò đố là nghề của thiếp mà, luôn luôn là thiếp đố cho người đối. Hôm nay ngược lại chàng đố cho thiếp trả lời. Cũng được, cũng tốt thôi. Được, chàng đố đi, thiếp trả lời cho. À, cô lấy đò, cô bắt đầu nghe tôi đố đây. Đố đi. Trâu thèm chi, trâu nằm gấp lúa, đố trâu, đố trâu. Cho thèm chi, cho chài dầm. Chó nữa. Mèo thèm chi, mèo khô. Rồi tới mèo. Nàng mà đối đằng thì cùng ta là súc vật. Thèm chi, thèm chi. Phải đố người thèm gì thì mình dễ trả lời. Hay là anh chàng này đã hiểu được lòng mình nên đố móc méo mình đi nè. Cũng được. Được rồi, đố thú thì mình trả lời thú chứ làm sao. Ủa, làm gì suy nghĩ lâu quá vậy? Dạ, tráng sĩ ơi, nghe giúp đối nè. Rồi đối đi. Trâu thèm cỏ, trâu nằm gốc lúa. Chó thèm cơm, chó chạy dầm chân. Mèo thèm thịt, mèo khô nước miếng. Được rồi, hãy gả nghĩa phu thê. Gả nghĩa phu thê thì thủng thẳng mà gả chứ. Hả? Cái mưu lược thủng thỉnh khoan khoan là của mình đem dùng với trưởng mà. Bây giờ người này đem dùng lại với mình đây. Trời đất ơi, không lẽ ông trời ông trả báo cho mình để chắc. Ba câu trước có nàng đà đối đặng, ba câu sau nàng hãy đáp dùm. Nếu thuyền quyên đáp ứng đáp xuống, lòng này xin mời cùng nàng thuần thân. Tráng sĩ ơi, đố người ta thèm gì thiếp nhanh nhẹn trả lời, không cần suy nghĩ. Đố người thèm gì đi, đố thiếp thèm gì thiếp nói liền à. Đố đi. Tôi không đố người thèm chi, mà tôi chỉ đố chuông sầu chi, chuông kêu cành cành. Gai sầu chi, gai khóc gai gào. Cánh sầu chi,
đúng là kết đôi tấn tần nghe, không có khoan khoan thủng thỉnh gì hết à. Rồi nhớ nghe, hứa thì nhớ à. Đổi đi mà nghe, nghe đổi nè. Chuông sầu thầy chuông kêu cành cách, gái sầu chồng gãy không gãy là canh sầu tình muôn cụm héo xẹo. Hiệp đối lào lào chồng vợ được chưa, hiệp đối lào lào chồng vợ là được chưa, được chưa? Hay quá, nàng đối đúng lắm, khen nàng thông minh không ai bằng. Nhưng mà thôi, xin chào nàng. Chàng đi đâu vậy? Tôi phải về quê thăm mẹ thôi chứ. Còn cái vụ tấn tần rồi sao? Thì tôi nhớ, nhưng mà phải chờ khi khác. Mẹ mong tôi phải về kìa, tôi đi nha. Con đã nào, dừng bước, dừng bước. Người ơi, người ở đừng về. Người về này em chẳng ai cho. Mẫu thân nàng đã thấy vui, nàng
tạm một thời gian xa cách, nàng yên lòng mà ở lại bên Giang Tân. Chia tay nhau mà luyến thương, bao giờ gặp lại sẽ đoàn viên vĩnh viễn. Về quê tiếp cùng theo cùng sanh ly tử biệt, vui buồn có nhau. Lệ thấm bao bớt nghẹn ngào, hết tan rồi hộp lẻ trời xưa nay. Chàng ơi, chàng ly bất nhiên bất vì nguyện, đi xa lời nguyện ước dần ghi lòng. Thiên niên khắc cốt vì tâm đồng, ngàn năm phương bạc càng sâu thẳm, biển cả non mòn giả chẳng phai. Biệt ly sâu thẳm như giọt mưa ngâu, khóc cho mối tình đầu của ngưu lang chức nữ. Dầu xa cách nàng tình kia vẫn giữ, ta nguyện một lòng sống gửi ta mà. Rồi. Trước khi chia tay, ta muốn nàng thuận cho ta hôn một lần, chỉ một lần thôi, để lưu nhớ thương muôn thuở. Không hiểu nàng có ưng dạ hay không. Đêm nay dầu phải trao trọn đóa hoa xuân cho bướm vàng thỏa nhụy, thiếp cũng bằng lòng. Hà huống chi một cái hôn, 100 cái cũng được nữa. Không đi, mẹ không đi. Nè nè, ta hỏi nàng nha, hồi đó tới giờ có ai đòi hỏi nàng như ta vậy không? Có một người, nhưng vì không có thương nên thiếp chẳng hứng lòng. Người đó là ai vậy? Là ai? Là lão trưởng. Lão trưởng à? Hình dáng lão ấy ra sao? Đầu, nàng hãy nhìn kỹ vào mặt ta, xem ta có giống lão trưởng hay không. Hả? Lão trưởng? Thế ra ông trưởng là tráng sĩ. Ta chẳng phải là tráng sĩ, mà cũng chẳng phải là lão trường. Hả? Ông là ai? Ông ở đâu? Nhà của ta xây trên cho các mây ngàn, cao vút giữa tinh không, nơi thâm thẳm của cung vàng. Bỗng nghe lanh lảnh tiếng hò gió bạc, hao hức lòng ta xuống trần gian. Lão trưởng là hình dáng ta biên ra, đến bến Giang Tân gả duyên tình, để hiểu lòng hạ giới có chân thành, có được lòng chung thủy hay chăng. Người trần gian vẫn thủy chung một nhà, cho thiếp theo cùng đến chung thiên đình. Nàng đã cùng lão trượng hẹn thề cầm sắt, rồi giết lão trượng trong chảo dầu sôi. Cũng bởi đam mê những gã sinh ca như tráng sĩ này, ai bảo như thế gọi là chúng thị. Tráng sĩ, hỡi xe mây miền thượng giới, mau đáp xuống bến Giang Tân, rước ta trở lại non bồng nước nhược. Vĩnh biệt người không chung thủy.